Ngày qua ngày, hàng chục lượt ô tô chở rác thải, xây dựng, đất đá, xà bẩn, trong đó không ít xe gắn mác, xe phục vụ vệ sinh môi trường, vì môi trường xanh sạch đẹp của các công ty môi trường đến đổ rác tại dự án treo Kim Trung Di Trạch của Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Vietracimex. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng ngàn mét vuông đất trống hiện đã và đang trở thành bãi chứa phế thải khổng lồ cho các dự án xây dựng khác quanh khu vực. Các xe tải chở phế thải, rác thải xây dựng hoạt động tấp nập cả ngày lẫn đêm và hoàn toàn công khai. Luôn có khoảng 5 đến 7 người túc trực tại bãi đổ thải này để nhặt phế thải và ngăn không cho người lạ tiếp cận. Trao đổi với chính quyền địa phương, được biết bãi đất thuộc dự án treo Kim Trung Di Trạch của Vietracimex quản lý. Về tình trạng đổ thải tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Trạch cũng khẳng định là trái phép và là đổ trộm. Xã đã nhắc nhở, xử lý nhưng không đủ thẩm quyền và nhân lực. Đã có báo cáo lên huyện Hoài Đức để cùng phối hợp giải quyết. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Dù chính quyền địa phương đã nắm rõ, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, khu vực này hiện đang được quây tôn, xung quanh không có biển cấm đổ thải. Trong suốt nhiều tuần ghi nhận tại đây, ống kính phóng viên chưa từng bắt gặp cơ quan chức năng nào triển khai biện pháp ngăn chặn đổ thải xuống khu vực này. Thậm chí, khi phóng viên đã liên hệ, phản ánh đến chính quyền xã Di Trạch và huyện Hoài Đức, các xe ben vẫn đổ thải đều đặn. Hậu quả là đến nay, đã có bãi đất trống rộng khoảng 3 hectare bị san lấp bởi hàng nghìn mét khối đất đá, xà bẩn, phế thải các loại, chất cao 3 đến 4 mét. Không chỉ bất chấp các quy định của pháp luật, ngang nhiên đổ thải trái phép gây ô nhiễm môi trường, mà khi chứng kiến cảnh chất thải đổ trên đất dự án, người dân địa phương rất bức xúc, lo lắng về hậu quả của hàng nghìn mét khối xà bẩn, phế thải đã đổ xuống khu vực này. Nhiều người cho rằng thiệt hại sẽ rất lớn khi dự án triển khai, bởi muốn xây đường, làm công trình trên khu đất đó thì phải xúc bỏ toàn bộ số đất đá, phế thải đã đổ xuống, cải tạo nền đất thì mới có thể đảm bảo. Còn nếu làm dự án trên nền đất được san lấp bằng bùn thải, phế thải thì chất lượng công trình sẽ ra sao? Qua đây, đề nghị chính quyền các cấp sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng đổ rác thải, phế thải xây dựng, đất đá, xà bẩn gây ô nhiễm môi trường, đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ đất tại khu vực này. Những chiếc xe chở phế thải đến từ đâu và của công ty nào? Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị trong những phóng sự sau.